Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà một cái món ăn từ khổ qua và chả cá thác lát. Đó là món lẩu chả cá thác lát khổ qua nha. Món này khi mà mình nấu xong á thì ăn nó rất là ngon nè. Nấm thì nó ngọt ngọt, khổ qua thì có vị đắng nhẹ, giòn giòn ha. Món này thì mình làm để cho gia đình ăn hoặc là đám tiệc gì á thì mình làm để đãi khách cũng được nha. Rồi nếu mà các bạn thích cái món này thì cùng vào bếp để làm với mình nha. Rồi đây là nguyên liệu để mình làm cái món khổ qua hôm nay. Thì đây là mình có hai trái khổ qua nè, hai trái này thì mình cần là khoảng 400 gram. Và đây Nấm là kim chi và chả cá thác lát này thì mình có 300 gram. Chả cá này thì mình làm nhà ha, mình cạo nhà nè. Và hành lá. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ướp cái phần chả cá này nè. Mình sát hành trước. Cái khúc gốc thì mình cắt để một hồi nữa mình để vô trong nước lẩu. Rồi cái khúc lá này thì mình sát nhuyễn để mình để vô trong chả cho nó thơm á. Rồi mình sẽ nêm vô đây là một muỗng lưng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Và nửa muỗng cà phê muối. Tiêu thì các bạn cho ăn nhiều thì mình cho nhiều, còn nếu như mình không thích tiêu nhiều thì mình để ít. Cái này thì mình cho vô đây nửa muỗng cà phê. Rồi bây giờ thì mình đánh cho cái phần gia vị này tan ra nha. Mà chả cá thác lát thì mình đánh càng nhiều thì càng dai hơn. Mình cứ đánh gì nè. Mình đánh cho lâu lâu thì chả rất là dai luôn nha. Lúc này thì mình cho hành vô luôn. Rồi chả thì mình đã đánh xong rồi nè. Rồi bây giờ để qua một bên á, mình sẽ đi làm cái phần nấm này. Nấm thì mình sẽ cắt cái gốc bỏ. Mình sẽ ngâm với nước muối nha. Rồi thì mình ngâm đây khoảng 5 phút đi, rồi mình sẽ xả lại nước sạch cho thật là sạch. Nấm thì mình đã xả lại nước cho thật là sạch rồi nè. Rồi giờ để vào gáo nước mình sẽ đi làm khổ qua. Khổ qua thì bây giờ mình sẽ cắt ra làm đôi. Mình đừng có chẻ ra nha. Mình cắt ra để hồi nữa mình xắt còn nguyên khoanh thì nhìn nó đẹp á. Cái cuốn mỏ mình dùng cái muỗng gì nè để mình lấy cái hộp ra.
ta, vậy là xong rồi nè. Rồi mình lấy cho hết cái khổ qua này luôn. Rồi khổ qua thì mình đã rửa sạch rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bào, mình ngâm với nước đá nha. Mình ngâm khổ qua với nước đá để cho khổ qua nó được giòn á. Đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dao hai lưỡi mình bào vô đây, mình ngâm. Khi mà mình để nguyên trái vậy thì mình bào còn nguyên cái phanh vậy thì nhìn nó đẹp ha. Các bạn bào dày dày cũng được, tại vì khi mà mình nhúng lẩu đó thì mình làm hơi dày tí cũng được, tại cái dao mình nó mỏng thì mình bào nó hơi mỏng ha. Rồi đây khổ qua thì mình đã bào xong rồi, mình để đây ngâm đi, mình sẽ đi dò chả nha. Trước khi dò thì mình thấm một ít dầu ăn vô cái bao tài để cho chả đừng có dính nha. Dò viên thì tùy theo các bạn, nếu mà các bạn thích cái viên to hay nhỏ gì đó thì mình dò theo ý của mình nha. Chả cá thác lát này thì mình mua cá thác lát nó về xong rồi mình làm rồi mình nạo chả nè, là nguyên chất 100% luôn, không có pha cái gì hết trơn, không có pha bột pha gì hết trơn ha, rất là dai luôn. Chả và khổ qua thì mình đã làm xong hết trơn rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước lẩu. Nước lẩu thì bây giờ mình sẽ cho vô đây là nửa lít nước dừa. Và mình pha thêm nửa lít nước lọc nữa, là tổng cộng là 1 lít nước. Nếu mà các bạn thích nước nhiều thì mình cho thêm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần nước này cho sôi lên. Rồi nước lúc này thì cũng lên tim rồi nè. Mình đợi cho nước sôi bừng xong rồi mình để chả vô. Rồi nước sôi về là mình cho hết cái phần chả hồi nãy mình dò đó, mình cho hết vô luôn. Rồi thì mình nấu cho chả chín thật là chín nha. Chả này thì mình nấu cũng rất là nhanh chín luôn nè. Khi mà viên chả nó nổi lên vậy là mình thấy là chín rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nha. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê, một muỗng nhỏ thôi, một ngọt. Một muỗng cà phê bột nêm. Cái phần nêm này thì cũng tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Mình thích làm sao thì mình nêm vậy. Và mình nêm vô đây là một muỗng rưỡi cà phê đường. Lúc nãy thì mình có nấu nước dừa đó, thì nước nó cũng đã ngọt sẵn rồi, cho nên bây giờ thì mình nêm đường cũng ít thôi à. Một muỗng cà phê muối. Chả chín rồi thì mình nêm đã vừa ăn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành vô.
Khi mà ăn thì các bạn cho nấm và khổ qua vô nha. Rồi nấm thì nó hơi lâu chín cho nên đó mình cho nấm vô trước. Đợi cho nước sôi bừng lên, nấm nó gần chín này cái mình để khổ qua vô, khổ qua thì nó nhanh chín. Rồi bây giờ thì mình để khổ qua vô được rồi nè. Khổ qua thì mình cũng không có cần chín quá, vừa chín tới nó còn giòn giòn á, nó còn cái vị ngọt á thì mình ăn nó sẽ ngon hơn là mình để chín quá nha. Rồi như vậy là mình ăn được rồi đó. Để lên vài lát ớt nữa nhìn cho nó đẹp mà nó có cái vị cay cay thơm thơm. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ cái món lẩu cá thác lát khổ qua đã xong rồi đây cả nhà. Nếu mà cả nhà yêu thích cái món này thì khi nào rảnh rỗi thì mình làm để đãi gia đình nha. Rồi video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.